Hôm nay mình được Lucky lại lại thăm nè, kiểm tra răng lại của Lucky coi. Kiểm tra hàm, kiểm tra móng chân, kiểm tra lỗ tai. Hồi hỏi mình cạo lông chỗ lũa luôn, bắt quá trời ký sinh luôn. Giờ cái lông nó đẹp trở lại rồi nè. Cái mặt sát thủ cả nha, kêu lỗ tai nhỏ xíu xíu à. Sao khỏe không, khỏe không, sao vui không, ở ở với cha được gì không? Ghét còn gấu xám đâu phải không? Gấu xám nữa đây mà nó sổ con phải không? Rồi cái thằng Ruby nữa, Ruby trước mặt à. Ruby chuyên gia là nó ghẹo cái thằng này. Chuyên gia là ghẹo Lucky, mà Lucky thì tính quạo, mà cứ đi ghẹo tối ngày vậy đó. Đi tới đâu ngồi giỡn cái đó, ghẹo ghẹo, ghẹo để cho thằng này nó nóng lên sủa. Trời ơi cưng quá cưng. Năm đó đứa nào mình cũng cưng hết. Mà tại vì mình công việc mình bấp bênh hơi yếu kém thôi, chứ mình nếu mà mình mà khá giả là mấy đứa này nó mập ú u đi không nổi luôn á. Lè lớn luôn á, ở cái này cái lớn bên luôn à. Lúc kia đòi mình tha lưng rồi, chăm sóc nè. Chào. Cưng lắm á, đứa nào cũng cưng. Tha tiếp hả? Tha tiếp. Ruby chôm nhảy lên đó, chôm vậy Ruby. Ruby. Bi ơi, bi 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 bi. Biểu ai? Biểu ai? Chôm gì đó? Ừ? Chôm vậy? Trời ơi, tao táp mình luôn đó. Sát thủ gió lâm nữa nè cả nhà. Chào. Khỏe không? Ổng là thiếu ăn à. Nói chung là mình mà có gì là mình cho tụi nó ăn hết à, riết tụi nó cũng rất là thèm ăn, nhưng mà nói chung ăn cơm trộn với thịt không à, chứ cũng không có đồ ăn ngon. Cưng lắm á.
đứa nào cũng cưng hết. Cái này mà nhà mình mà có đủ điều kiện là mấy đứa này nó béo phì nữa đi không nổi luôn cả nhà, tại mình phái cho tụi nó ăn cho nó. Mấy đứa này mình cứu từ nhỏ mà nên toàn là kỷ niệm không. Hèn lắm mà cũng dữ dằn, cũng sát thủ. Tên Ly đây. Mấy đứa kia bỏ mình đi rồi, chỉ có Ly là bạn với mình thôi. Chỉ có Ly là bầu bạn với mình thôi. Rồi quẹo rồi. Ai ai. Rồi. Sợ Ruby lắm cả nhà ơi. Nó canh nó tưởng là mình giỡn, nó là nó táp mình chơi vậy đó. Thằng Ròm nè cả nhà. Thằng Ròm hồi xưa mà thằng Ròm tím có cái bộ râu nó thấy ghét nè cả nhà. Với bộ râu quặm của nó nè cả nhà. Rồi rồi cưng lì ơi lì nhất nhà đó. Dàn kem không có thích nó nào ở nhà, dàn kem là phải một mình nó thôi. Nói con cưng con. Đàn kem là tiếu lắm, muốn lọc. Không ai mà được ẩm bồng. Rồi được rồi. Để rồi. Rồi. Được rồi. Thôi tối rồi xin dừng video ở đây cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ nha. Thì chiều mình ra mình chơi với thằng Cuốn, với Lucky, với con Ly, với thằng Ròm, với thằng Lu, với dặn kem lì. Chúc cả nhà vui vẻ nha. Cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like nha. Thôi xin chào. Cưng không trời ơi, dặn kem cưng nhất. Hello.